Chiều ngày 1 tháng 4 năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lê Đức Tiến dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban nhân dân huyện đã có chuyến làm việc tại xã Giao An về tình hình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2024. Tham gia đoàn có các đồng chí lãnh đạo các phòng ban chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện để nắm tình hình triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đồng chí Lê Đức Tiến, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cùng các đồng chí trong đoàn đã đến thăm, kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất tại nhà văn hóa và công tác triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Châu. Làm việc cùng lãnh đạo chủ chốt xã Giao An về tình hình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2024, các đồng chí trong đoàn công tác đã được nghe ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình chung về công tác xây dựng nông thôn mới tại các thôn trên địa bàn xã các ý kiến nêu lên tại hội nghị cũng đã tập trung nêu lên những khó khăn trong công tác xây dựng nông thôn mới tại xã giao an trong đó có một số tiêu chí khó thực hiện mặc dù lãnh đạo xã và nhân dân đã có sự quyết tâm tuy nhiên để hoàn thành các tiêu chí đưa xã cán đích nông thôn mới nâng cao còn cần nhiều nỗ lực hơn nữa việc thực hiện tiêu chí giảm tỷ lệ hộ nghèo còn nhiều khó khăn như cần đạt tiêu chí thu nhập bình quân giao an là địa phương không nằm trên tuyến đường trọng điểm không có cơ sở nào hoạt động để mang lại thu nhập cho nhân dân các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Chô cũng khó thực hiện, như tiêu chí giao thông, diện tích đất hẹp, không có chỗ làm rãnh thoát nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường. Việc huy động nhân dân thực hiện xã hội hóa khó thực hiện, do trước đây thôn đã thực hiện xã hội hóa đóng góp nhiều khoản như xây dựng nhà văn hóa, cổng trào, đường điện thắp sáng. Công tác huy động để thực hiện các phần việc khác rất khó khăn. Việc mua thẻ bảo hiểm y tế vận động nhiều nhưng khó đạt được chỉ tiêu, ban chỉ đạo xã tăng cường xuống các thôn để nhân dân thấy được sự quan tâm ngay từ đầu xã cần tìm cách để tăng thu nhập cho hộ dân tiếp đó mới thực hiện các tiêu chí khác công tác cải tạo vườn tạp việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cần nghiên cứu các loại cây con phù hợp với điều kiện của địa phương và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm mang lại thu nhập cho nhân dân Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thẳng thắn nêu rõ những bất cập trong triển khai xây dựng nông thôn mới tại xã Giao An. Đồng chí khẳng định, việc đề xuất thôn Trô xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2002 là do xã lựa chọn, đến nay nhiều tiêu chí chưa thể thực hiện, do đó để về đích năm 2024 là không khả thi. Xã và thôn cần cố gắng thực hiện đặt mục tiêu cán đích vào năm 2025 đồng chí đề nghị chính quyền xã giao an cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế thay đổi cách làm cách suy nghĩ cần có các mô hình liên kết để ổn định đầu ra sản phẩm cho nhân dân công tác chỉ đạo cần quyết liệt hơn nữa cán bộ phải bám sát thôn bản cùng bắt tay thực hiện với nhân dân trong tất cả mọi việc chính trị trên địa bàn cấp ủy chính quyền xã phải là người dẫn dắt cho thôn để thôn thực hiện tránh để cho nhân dân tự làm theo ý mình phải tạo niềm tin cho nhân dân trong việc lãnh chỉ đạo cần tìm nguồn đất để quy hoạch đấu giá mới có nguồn thu để phát triển cơ sở hạ tầng của xã